Ê mấy bà, hôm nay tôi rất quở nè. Tôi đi một vòng Biên Hòa vào lúc 11 giờ đêm coi là nó đi ngủ hay chưa. Biên Hòa có thành phố không ngủ này đó. Cà phê Giác còn tốt y, mà nó ngon nha mấy bà. Local Biên Hòa ngon lắm, tôi uống chắc cách đây mười mấy năm, bây giờ nó vẫn bán nha mấy bà hên. Vâng là mấy hên, mấy bà nên uống Capu ở đó nha. Cappuccino classic rất là ngon. Rồi bây giờ đi dạo một vòng Biên Hòa coi là còn bao nhiêu quán nó mở. Ăn chơi còn gì để ăn chơi không nha. Chuẩn bị đi vô con đường nói chung là nhiều quán xa nhất. GS25 nha, thành phố Biên Hòa, GS25. Đó, giờ này vẫn còn. Đây, có một cái quán cà phê ở ngay góc. Đường 5, gọi là đường 5 này, đường 5 gì ta? Đường 5 mới phải không anh? Đấy, ở ngay góc. Quán này thì mình thấy là đẹp, nhưng mà nước uống thì không hợp khẩu vị với mình lắm. Đây, quán này 24/24, tượng đài của Biên Hòa nha mọi người. Không cần phải giới thiệu trên Biên Hòa mà ai mà nói mà quán này mà không biết cho được. Đẹp. Nhưng mà giờ uống một ly thì chắc là thức đến 4 giờ sáng. Đây một ly đi. Bây giờ mình sẽ vô mình làm một ly vì các bạn, nên mình sẽ uống một ly trà sen long, trà sen gì đó, trà long nhé, trà sen. Chắc là sẽ dễ ngủ, trong mất ngủ trà sữa nè. Rồi vô làm một ly review cho các bạn nha. Quán này thì mọi người có thể ghé 24/24, nó cũng tiện ha, ngủ đêm cho liên quân ngồi tám phép gì đó đó. Mọi người xem giờ này vẫn còn rất là nhiều người ngồi luôn á. Giờ này vẫn gọi là còn sớm, đây là cũng còn đông khách. Cho một ly trà long nhãn hạt sen size M đúng không? Size L luôn. Vậy size M được rồi, đã chung nhá. Đem về. Gạt mẹ đi. Đi qua quầy bánh đi. Chắc không ăn đâu. Thôi, no lắm rồi. Ra ngoài chờ đi. Đó mọi người thấy Biên Hòa về đêm thế nào, có thu nhập Sài Gòn không? Hả? Rồi giờ cái nước thôi. Có nước rồi, đi về thôi. Xin xe đi, xe uống. Đây, ngon quá, bây giờ uống luôn. Review luôn cho mọi người nghe xem cái món trà long nhãn hạt sen này nha. Nếu mà mình ngán trà sữa rồi, trà trái cây đồ chua rồi đó, uống một cái ly trà này như vậy nó thanh mát dễ chịu lắm. Chứ bên nào cũng uống nhiều brand rồi đó, nhưng mà kiểu để kiếm một cái loại trà giống giống như vậy thì mình thích uống bánh gen thôi. Mà con gái của mình còn nhỏ 7 tuổi cũng rất là thích á, thì nó dễ uống nên con đi cũng thích mọi người. Uống thì nó cũng đỡ sợ mất ngủ hơn là trà sữa. Thì có topping là long hạt sen tươi với cả nhãn tươi luôn, thanh mát rất là dễ uống. Miếng 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 đó, cũng thèm cũng uống ké, lúc nào hỏi cũng không uống nhưng mà cũng uống ké như mấy bà. Hey, đây là một buổi tối rất là vui vẻ của hai vợ chồng, đây là kết thúc. Kết thúc chưa? Rồi bây giờ mình về, mình ngủ nha. Từ giờ về tới nhà là sẽ uống hết cái này là xong. Bye bye cả nhà.